Vâng. Và bây giờ là võ sư Cư Nguyễn chúng ta. Anh đang múa, anh đang tập luyện gọi là Tịch Tà Kiếm Phổ trong tân bộ phim Tiếu Gạo Giang Hồ. Vâng. Với kiếm pháp điêu luyện của anh chàng đi đâu giáp tổ ong. Thế kiếm pháp của anh như kiểu lãnh hồ sung. Trong nhu có cương mà trong cương có nhu. Vâng, chàng trai đi giáp tổ ong của chúng ta rất là nhanh nhẹn. Tháo vát. Nhanh nhẹn. Những điều điêu luyện của anh cho chúng ta thấy sự tài năng của anh. Anh đã trải biết bao nhiêu năm kinh nghiệm trên trường quốc tế. Và hôm nay anh biểu diễn tại Việt Nam. Xin chào đón võ sư Cương Nguyễn. Một môn võ và tất cả mọi nơi trên thế giới. Bắt đầu chưa? Vâng. Chắc quý vị và các bạn cũng biết thái âm chân kinh của Cường Nguyễn. Một môn võ và nổi tiếng khắp thế giới. Và tất cả mọi người đều xem. Môn võ kiểu Tịch Tà Kiếm Phổ của anh. Vâng. Anh chính là một nhân vật đã đóng trong bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhân vật đó có tên là Đông Phương Bất Bại. Vâng. Bách chiến bách thắng. Võ sư Cường Nguyễn chúng ta, anh làm quảng cáo cho hãng thể thao bóng đá World Cup nổi tiếng khắp thế giới. Vâng, anh rất xinh đẹp trai. Vâng, vẫn như câu nói trước là anh Cường Nguyễn chúng ta đẹp trai mà không cần nói là đẹp trai. Đấy, động tác của anh rất là dứt khoát. Đấy, anh đang đả thông kinh mạch. Đấy, anh đang dùng cái chiêu gọi là đả khí đan điền hội tụ. Đánh giấm. Chưa đánh giấm anh. Chưa đánh giấm là sở trường của anh. Đấy. Anh đang đánh những quả giấm mà to mà khủng bố nhất hành tinh. Những quả giấm mà có trọng lượng như kiểu một quả bom nguyên tử. Vâng. Đấy, quay độ đẹp trai của anh. Quay độ đẹp trai của võ sư. Vâng, động tác rất dứt khoát. Vâng, và bây giờ là sao quyền của anh. Anh đến với chúng ta từ Philadelphia. Anh muốn 500.000 tấn heroin. Anh muốn 500 kg đá. Anh muốn 5 tấn kẹo để cho các con nghiện chúng ta. Vâng, anh là một ông trùm buôn bán trái phép chất ma túy. Vâng, ông trùm chúng ta rất khỏe à? Vâng. Chào ông trùm. Trùm thế nào? Ông đẹp trai của ông trùm thì anh phải ngước nhìn, đi đâu anh phải để ý. Đấy, độ đẹp trai của ông trùm. Vâng, ông trùm chúng ta đến từ Philadelphia, một bang chiến sự xảy ra ở mầm. Vâng, đẹp trai, đẹp trai. Vâng, thân hình 84 vòng 90 của anh. Đi đến đâu các cô gái phải chết gốt rồi đấy. Vì độ đẹp trai của anh. Các cô nàng còn fan cuồng của anh còn tuốt hết cả quần áo. Bởi vì quá cuồng vì độ đẹp trai của anh. Thấy chưa? Tôi nha. Đấy, anh đang ngồi ghế đỏ chứng tỏ nhà quê. Nhà quê đó. Đúng rồi anh nhà. Anh cường nhà quê có khác. Vâng. Đây. Xe AF ấy. Xin chào xe AF, ok. Được chưa? Được rồi. Vâng, xe. Vâng, anh bụng anh ta đang rất run. Bụng run. Đi đang vào vòng kinh nghiệt. Võ sư có thể điều hòa, điều tiết cơ thể. Khán giả đang ngồi xí gặp lại. Vâng, võ sư chúng ta. Mồ hôi của võ sư ra rất nhiều. Bớt hết cả quần áo. Bớt hết cả xịt. Chảy cả mồ hôi đít. Vâng. Vâng, võ sư của chúng ta đang ngáo ngơ. Ngáo ngơ là gì? Anh nguyện mà môn võ Thái Ất Chân Nhân. Vâng. Thái Ất Chân Nhân đã truyền cho anh một kiểu môn võ Thái Cực Trương Tam Phong.
Vâng, anh điều tiết cơ thể rất giỏi. Đừng đấy. Vâng, có một sự nóng không hề nhỉ. Chúng ta nhìn chúng ta biết. Wow, võ sư. Võ sư động tay rất dứt khoát. Vâng, vẫn là độ nhanh nhẹn của võ sư. Quay độ nhanh nhẹn độ đẹp trai. Wow. Wow. Wow, đẹp trai.